Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người Việt ta có hai ngày cúng rằm quan trọng nhất trong năm là rằm tháng Giêng và rằm tháng Bảy. Nếu như lễ cúng rằm tháng Giêng được tiến hành với mong muốn cầu một năm khỏe mạnh, làm ăn phát tài, phát lộc, thì lễ cúng rằm tháng Bảy lại là lễ cúng mang nhiều ý nghĩa để tưởng nhớ người thân và xá tội cho các phong nhân. Chính bởi ý nghĩa đó mà hầu hết chúng ta thường rất cẩn thận trong việc chuẩn bị mâm cỗ cúng. Vậy mâm cỗ cúng rằm tháng Bảy nên chuẩn bị như thế nào mới chu đáo để không bị của trách và mang tội, đồng thời cũng không rước thêm ma quỷ vào nhà? Mời quý vị hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Trước khi đến với việc tìm hiểu cách chuẩn bị mâm cúng rằm tháng Bảy, thì quý vị nên tìm hiểu về ý nghĩa của việc cúng cô hồn, từ đó có thể hiểu được tầm quan trọng của nó và có thể chuẩn bị một cách đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, nguồn gốc từ tháng cô hồn bắt nguồn từ Trung Quốc. Kể việc Diêm Vương cho mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm để quỷ đói được trở lại trần gian, rồi đến ngày rằm lại quay về. Còn ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cho rằng con người bao gồm hai phần là hồn và xác. Khi con người mất đi nhưng phần hồn vẫn tồn tại, có người thì được đầu thai kiếp khác, hay có người thì bị đày xuống địa ngục, làm quỷ đói quấy nhiễu dương gian. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, rằm tháng 7 là ngày rằm lớn nhất trong năm theo phong tục của người Việt Nam. Ngày này vừa là ngày Tết Trung Nguyên, cũng là ngày xá tội phong nhân theo phong tục của các nước Á Đông. Nhiều người cho đến nay vẫn còn nhầm lẫn, cho rằng rằm tháng 7 và lễ Vu Lan là một, nhưng thực ra đây là hai lễ hoàn toàn khác nhau. Ngày xá tội vong nhân còn gọi là lễ cúng cô hồn, mục đích để cầu siêu, tưởng nhớ những vong hồn lang thang. Trong khi đó, lễ Vu Lan là ngày lễ để con cháu tri ân, báo hiếu tổ tiên, gia tiên, cha mẹ đã khuất, mục đích để giáo dục con người về lòng hiếu thảo, biết ơn và biết đền ơn đấng sinh thành. Trong ngày này cũng có câu chuyện Mục Kiền Liên trải qua nhiều khó khăn để cứu mẹ mình thoát khỏi địa ngục. Cho nên, rằm tháng 7 còn gọi là lễ Vu Lan để thể hiện lòng hiếu thảo, sự biết ơn và kính trọng đối với ông bà tổ tiên và các đấng sinh thành. Như vậy, vào ngày rằm tháng 7 sẽ gắn liền với hai lễ cúng lớn của Phật giáo, đó là lễ Vu Lan báo hiếu và ngày xá tội vong nhân. Hơn nữa về thời gian cúng rằm tháng 7, theo tục lệ, lễ Vu Lan cầu siêu, báo hiếu tổ tiên được thực hiện vào ban ngày. Lễ cúng chúng sinh, cô hồn không nơi nương tựa diễn ra vào buổi chiều tối. Mỗi khi đến dịp cúng rằm tháng 7 âm lịch, mọi người thường chuẩn bị những mâm cỗ tươm tất để cúng ngoài trời hoặc trước cửa chính ngôi nhà. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc cúng xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu sẽ khác nhau. Cúng xá tội vong nhân là cầu siêu, tục cúng cho những vong hồn không nơi nương tựa. Vì theo quan niệm dân gian ta, vào ngày rằm tháng 7, âm phủ sẽ mở cửa ngục để các linh hồn được ra ngoài và trở về nhà. Vậy, ngày và thời điểm nào nên cúng rằm tháng 7 mới đúng? Tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch. Như vậy, tháng cô hồn năm 2020 tính theo dương lịch là từ ngày 19 tháng 8, tức ngày 1 tháng 7 âm lịch, đến hết ngày 16 tháng 9, tức ngày 29 tháng 7 âm lịch. Ngày rằm tháng 7 trong năm 2020 rơi vào thứ tư, ngày 2 tháng 9 dương lịch. Thông thường, rằm sẽ là ngày 15 âm lịch hàng tháng và cúng rằm cũng sẽ diễn ra đúng vào ngày này. Tuy nhiên, trên thực tế lễ cúng rằm tháng 7 âm lịch sẽ không cúng đúng ngày 15 tháng 7 âm lịch mà sẽ thường diễn ra từ 2 ngày, mùng 2 đến 14 và không cần xem ngày tốt hay xấu. Người xưa vẫn thường quan niệm từ ngày mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch sẽ là thời điểm mà Diêm Vương cho mở cửa quỷ môn quan để các vong hồn được về với dương giới và thọ hưởng những lễ vật mà người dân cúng tế.
Còn ngày 15 tháng 7 sẽ là ngày giới hạn của kỳ mở cửa, nên người âm sẽ rất khó để trở về hay không thể nhận được đồ thờ cúng. Do đó, người dân thường có thói quen cúng rằm tháng 7 trước, và thói quen này hình thành từ đời này sang đời khác. Theo các chuyên gia tâm linh, lễ Vu Lan cầu siêu, báo hiếu tổ tiên nên thực hiện ban ngày, còn lễ cúng bố thí cho các cô hồn nên thực hiện vào chiều tối. Thực tế, việc cúng rằm tháng 7 tại nhà nên thực hiện theo các khóa lễ sau: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực cô hồn và phóng sinh. Nếu không muốn cúng rằm tháng 7 tại nhà, các gia đình có thể cúng tại chùa. Thời gian cúng cô hồn có thể chọn trong ngày 14 tháng 7 và trước 23 giờ đêm. Quý vị thân mến, phần tiếp theo chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị cách chuẩn bị các loại mâm cúng khác nhau để tránh phạm lỗi khi dâng lên cho các thần Phật, gia tiên, đồng thời sẽ không phạm lỗi khiến ma quỷ vào nhà. Đầu tiên là lễ cúng Phật. Theo quan niệm của Phật giáo thì rằm tháng 7 là lễ Vu Lan, là dịp con cháu nhớ tới công ơn của ông bà, cha mẹ. Vì thế, những gia đình theo đạo Phật sẽ không thể bỏ qua nghi lễ cúng Phật vào ngày này. Mâm lễ cúng Phật ngày rằm tháng 7 sẽ thường có những món ăn chay như: thứ nhất, xôi trắng súp nấm hương hoặc xôi gấc, xôi đỗ xanh, xôi vò hạt sen. Thứ hai, giò, chả chay. Thứ ba, nem chay hoặc nem nấm. Thứ tư, canh nấm hoặc canh rau củ, canh bóng chay. Thứ năm, cải thìa sốt nấm hương. Thứ sáu, đậu hũ non sốt nấm. Mâm cúng rằm tháng 7 trong nhà, lễ cúng gia tiên. Tùy theo các gia đình mà mâm lễ cúng gia tiên có thể là chay hoặc mặn, nhưng đa số người dân sẽ làm cỗ mặn. Và cũng tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi nhà mà có thể cúng các món ăn khác nhau để thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Bên cạnh các món ăn mặn thì bạn có thể chuẩn bị hương hoa, trà quả, nến, vàng mã cùng những đồ vật dành cho người gọi âm được làm tượng trưng bằng giấy như quần áo, giày dép, xe, mũ. Lễ cúng rằm tháng 7 ngoài trời, lễ cúng cô hồn. Mâm cúng cô hồn, cúng chúng sinh là thể hiện lòng từ bi của người trần đối với những linh hồn vất vưởng, lai vãng ở cõi trần, không có nơi nương tựa. Lễ cúng này thường được đặt ngoài trời, trước cửa mỗi gia đình vào chiều tối. Khi cúng phải đặt lễ trước nhà, không nên đặt trong nhà, bởi đây là điều cấm kỵ. Đặc biệt, mâm cúng chúng sinh sẽ không có món mặn, vì món ăn mặn sẽ khơi dậy lòng tham của những vong hồn, mà chỉ có các món như sau. Thứ nhất, 5 loại quả theo mùa. Thứ hai, các loại bánh kẹo, bim bim, bánh gạo, kẹo, thạch, bỏng ngô, bỏng gạo. Thứ ba, 12 bát con cháo trắng nấu loãng. Thứ tư, quần áo chúng sinh bằng giấy. Thứ năm, tiền vàng. Thứ sáu, 3 ly nhỏ nước lọc. Thứ bảy, 3 nén hương và 2 ngọn nến nhỏ. Thứ tám, 1 đĩa gạo. Thứ chín, 1 đĩa muối trắng. Thứ 10, 12 cục đường thẻ. Khi giải tiền vàng ra mâm cúng, phải đặt theo 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi hướng để từ 3, 5 hoặc 7 cây nhang. Khi kết thúc lễ cúng chúng sinh, gạo và muối sẽ được tung ra hai bên ngoài cổng nhà, và còn vàng thì sẽ được hóa, đốt cháy. Ở một số địa phương, ví dụ như miền Nam, các gia đình còn thường thực hiện tục giật cô hồn, với quan niệm càng có nhiều người tới giật thì sẽ càng có nhiều lộc. Quý vị thân mến, khi làm mâm cúng cũng như cúng trong ngày, bạn nên lưu ý một số vấn đề để tránh bị quở trách cũng như rước ma quỷ vào nhà. Thứ nhất, đối với mâm cúng Phật, thần linh và gia tiên thì phải được cúng trong nhà, còn cúng chúng sinh thì cúng ngoài trời, trước cửa nhà hoặc có thể thực hiện ở chùa. Thứ hai, nếu thực hiện cúng chúng sinh ở nhà thì khi tung gạo, muối, đấy là sau khi cúng xong, bạn nên đứng trong nhà và giải từ trong ra ngoài. Tuyệt đối không được tung ngược lại, bởi theo quan niệm dân gian thì hành động này sẽ rước các vong hồn bất vượng vào trong nhà. Thứ ba, với những gia đình thờ Phật thì mâm cúng Phật được đặt ở vị trí cao nhất, rồi mới đến mâm cúng thần linh và cuối cùng là gia tiên. Thứ tư, trong ngày rằm tháng 7 có rất nhiều vong hồn còn vất vượng, vì thế bạn nên ghi rõ tên người nhận lên các vật dụng bằng giấy khi cúng cho gia tiên. Đồng thời, khi cúng nên đọc văn khấn thần linh thổ địa, rồi sau đó đọc to rõ tên hương hồn người nhận. Thứ năm, chuẩn bị lễ cúng rằm tháng 7 cho gia đình có người mới mất. Khi chuẩn bị mâm cơm cúng cho người mới mất trong gia đình thì phải chuẩn bị thêm một bát cơm và một quả trứng.
Theo quan niệm tập tục người xưa để lại, việc làm này mục đích là để cho những vong hồn của người mới mất được trở về đoàn tụ với gia đình. Ngoài ra, gia đình còn có thể chuẩn bị thêm các món mặn như gà luộc, xôi, cá kho, canh và những đồ vàng mã cần thiết cho người mới mất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích để có thể áp dụng và chuẩn bị được cho gia đình mình một mâm cỗ cúng đầy đủ nhất để đem đến một tháng 7 may mắn và bình an. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.